làm nó mà lẻ máy là nó bỏ cái đống trọng. Làm nồi cho Suzuki FX125 tại tiệm sửa xe khách. Xe chạy bị tuột nồi hao xăng nha nè. Đang lắp nồi cho khách nha. Anh em nào chạy Suzuki FX125 bị tuột nồi hao xăng cứ qua tiệm xe Khánh ha. Có nhận làm nồi thay nồi cho anh em. Nhận làm nồi làm máy nó cấp máy cho anh em luôn ha. Lên full 125, 135, 150, 175, 200, 250 nha. Anh em tới địa chỉ 462/15, đường 3 tháng 2, phường 2 quận 10. Còn ở xa tới tiệm thì gửi xe hoặc là liên hệ Khánh để mua hàng nha anh em. Số điện thoại Khánh 038 9910 535. Tiệm ở Khánh mở cửa từ 8 giờ tới 5 giờ anh em, tất cả ngày trong tuần.